uống gì để dễ đi đại tiện câu hỏi hóc búa của những ông bố bà mẹ đang có con bị táo bón trẻ bị táo bón ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như hoạt động hàng ngày tình trạng kéo dài khiến hệ tiêu hóa của bé kém đi biếng ăn và kém vận động hiểu được tâm tư và nỗi lòng của các bậc phụ huynh video xin nêu ra một số biện pháp giúp bé sớm cải thiện tình trạng táo bón Uống gì để dễ đi đại tiện? Một là uống nhiều nước. Việc bé không hay uống nước có thể dẫn đến táo bón. Nếu trẻ không đại tiện được, bạn cần cho trẻ uống nước bởi nước sẽ giúp phân mềm ra, dễ dàng di chuyển hơn. Loại nước mà các chuyên gia khuyến khích khi bé bị táo bón là nước khoáng có ga. Một số nghiên cứu chỉ ra loại nước này hiệu quả hơn nước bình thường trong việc giảm táo bón, bao gồm cả tình trạng trẻ bị hội chứng ruột kích thích và táo bón mãn tính. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên cho bé uống nước khoáng có ga chứ không phải nước ngọt có ga. Bởi các loại nước ngọt này có thể khiến tình trạng táo bón của trẻ tệ hơn và gây ra một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác. Hai là thuốc tạo phân. Loại thuốc này chủ yếu sử dụng polysaccharide có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Nhiệm vụ chính của chúng là tạo thành chất gel có tác dụng hút nước và làm mềm phân. Đồng thời, chúng còn giúp kích thích hình thành các nhu động ruột. Tác dụng của loại thuốc này sẽ không hiệu quả ngay tức thì. Thuốc thường nó sẽ phát huy hiệu quả từ 1 đến 3 ngày sau khi uống. Vì vậy, nó thường được dùng để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón. Khi sử dụng thuốc này, bác sĩ khuyên phụ huynh nên cho trẻ uống thêm nước để tránh táo bón. Đặc biệt không được dùng thuốc này trước khi đi ngủ, bởi chúng sẽ khiến trẻ khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Ba là thuốc làm mềm phân. Thuốc làm mềm phân là biện pháp điều trị táo bón hiệu quả được sử dụng ở trẻ em dưới 1 tuổi. Thuốc này có thành phần chủ yếu là muối canxi, kali và natri. Muối này có tác dụng trong việc làm giảm sức căng bề mặt của phân. Từ đó, cho phép nước xâm nhập vào khối phân dễ dàng hơn. Đồng thời, chất làm mềm phân này còn giúp tăng đào thải chất điện giải và nước xuống ruột non và ruột già. Những loại thuốc làm phân thông thường thường đòi hỏi tác dụng lâu dài và được sử dụng ở liều lượng cao. Vì vậy, cha mẹ cần cân nhắc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Đặc biệt là khi sử dụng cho trẻ dưới một tuổi bốn là uống thuốc nhuận tràng kích thích giúp bé dễ đại tiện lời giải đáp tiếp theo cho câu hỏi uống gì dễ đi đại tiện đó là cho bé uống nhuận tràng kích thích cơ chế hoạt động của thuốc nhuận tràng kích thích là tác động lên đầu dây thần kinh và niêm mạc đại tràng kết quả là chúng làm tăng hoạt động của nhu động ruột ở trẻ bác sĩ sẽ chỉ định dùng loại thuốc này sau khi đã dùng ba loại thuốc trên mà không có tác dụng điều này là do thuốc nhuận tràng kích thích thường mang lại hiệu quả rất nhanh tuy nhiên sử dụng lâu dài cũng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa Thông thường, một số tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra. Chẳng hạn như đau bụng, mất sức căng cơ ruột và mất cân bằng điện giải. Cha mẹ nên sử dụng thuốc này cho trẻ khi có chỉ định của bác sĩ hoặc hỏi ý kiến người có chuyên môn, nhất là với bé dưới một tuổi. Năm là thuốc làm chân. Thành phần chính của loại này khi trị táo bón cho trẻ là dầu khoáng. Thuốc hoạt động chủ yếu ở ruột già của trẻ. Chúng hoạt động bằng cách cho phép phân di chuyển dễ dàng hơn qua ruột kết. Tuy nhiên, thuốc làm chân có thể làm giảm sự hấp thụ của các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K. Đồng thời, cha mẹ lưu ý không dùng cho con trước khi đi ngủ vì có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. 6. Là uống thuốc nhuận tràng thẩm thấu để bé dễ dàng đi ngoài. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị táo bón ở trẻ em dưới 1 tuổi. Chúng được cấu tạo chủ yếu từ muối yêu trương. Đồng thời, chúng giúp hút nước vào lòng ruột và gián tiếp tạo kích thích nhu động ruột. Điều này giúp phân mềm, dễ đẩy ra ngoài mà không gây đau đớn cho bé. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu được ưa dùng khi trẻ em dưới một tuổi bị táo bón mãn tính dai dẳng. Tác dụng của thuốc chậm, thường sau 24 giờ có khi là sau vài ngày sử dụng. Cha mẹ nên cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất cũng như hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng cho bé. 7. Là uống men tiêu hóa nhật. Những biện pháp trên chỉ là biện pháp giải quyết tình trạng tạm thời. Một trong những biện pháp vừa cải thiện vừa ngăn ngừa táo bón đó là bổ sung men vi sinh cho bé. Tuy nhiên, làm thế nào để mẹ chọn được loại men tiêu hóa tốt để điều trị táo bón cho con mình? Các chuyên gia cho biết bốn tiêu chí cơ bản để lựa chọn loại men tiêu hóa tốt. Sản phẩm đấy cung cấp cho bé lượng lớn các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, dạng tồn tại của lợi khuẩn có khả năng chịu được những điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như môi trường axit trong dạ dày, nhiệt độ bảo quản cao, thời gian bảo quản lâu, bổ sung men tiêu hóa các enzyme giúp bé dễ tiêu hóa chứa các vitamin và khoáng chất bổ sung để tăng cường hệ miễn dịch và đảm bảo sức khỏe tổng thể của bé. Men tiêu hóa đáp ứng được đầy đủ cả 4 tiêu chí trên là Amano Enzyme Gold đến từ Nhật Bản. Nó chứa hàng triệu bào tử vi khuẩn có lợi có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt về độ pH thấp của đường tiêu hóa, ngoài ra, sản phẩm còn chứa các khoáng chất như canxi, vitamin D3, kẽm, lysin và taurin và 6 loại vitamin nhóm B giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng và thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Vì vậy, giải pháp chữa táo bón cho trẻ bằng cách bổ sung men tiêu hóa nhật không phải giải pháp tạm thời. Nó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của bé sau này. Bé không còn bị táo bón hay các vấn đề về tiêu hóa. Từ đó, bé không còn biếng ăn, giấc ngủ sâu hơn. Năng động hơn và trí tuệ phát triển vượt trội. 8 là uống gì để dễ đi đại tiện, bổ sung prebiotic. Bổ sung prebiotic là giải pháp tiếp theo cho vấn đề uống gì dễ đi đại tiện. Prebiotic rất dễ bắt gặp trong các thực phẩm. Nó có thể tạo ra môi trường sống cho các vi sinh vật có lợi. Nói cách khác, đây là chất xơ có trong thực phẩm. Tuy không bổ dưỡng nhưng prebiotic có thể khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ. Chúng hoạt động thông qua hai cơ chế và đã được chọn là một trong những cách cấp thiết nhất để chữa táo bón. Prebiotic có khả năng hấp thụ nước và trương nở thành gel trong ruột. Chúng giúp kết dính các chất cặn bã trong đường ruột, từ đó giúp tạo ra khối phân mềm, kích thước lớn hơn, di chuyển dễ dàng trong đường ruột. Prebiotics làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ là môi trường lý tưởng cho các sinh vật có ích sinh sôi trong ruột. Nhờ đó, nó giúp kích thích quá trình phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Đây là cách giải quyết tận gốc dễ giúp bé không còn tái lại táo bón nhiều lần. Có rất nhiều loại thực phẩm bổ sung prebiotic trên thị trường dành cho trẻ sơ sinh bị táo bón. Nổi bật trong số đó là dòng sản phẩm Instotagon. Nó chứa một lượng lớn các dạng prebiotic khác nhau như mủ trôm, chất sơ hòa tan, galactofructose, phót. Ngoài ra, sản phẩm này còn kết hợp các lợi khuẩn và vitamin B. Insotac hứa hẹn một bước đột phá trong điều trị táo bón cấp tính. Nếu cho bé uống đều đặn 1 đến 2 gói trên ngày, bạn sẽ thấy đường ruột của bé có những thay đổi rõ rệt. Trẻ đi đại tiện dễ dàng hơn và không còn phải giận như trước. Phân bé có màu đồng nhất, mềm, không bị vón cục và được tạo thành khuôn. Tình trạng táo bón được giải quyết, bé ăn ngon miệng hơn và có sức đề kháng cao hơn. Lối sống khoa học giúp bé tránh xa táo bón. Một quan tâm đến chế độ ăn uống của bé nhiều hơn. Khi bé đang bị táo bón mẹ nên bổ sung chất xơ và thực đơn và giảm bớt những thức ăn nhiều chất béo. Mẹ có thể tham khảo những thực phẩm dễ tiêu hóa và giàu chất xơ sau, rau cải canh, rau mồng tơi, rau diếp cá, súp lơ xanh, cải bó xôi, trái cây, các loại quả của cây họ cam, xoài, chuối tiêu, kiwi, táo, mận khô, củ, củ, củ cải, củ khoai lang đều là nguồn chất sơ tuyệt vời cho bé có rất nhiều món ngon mẹ có thể chế biến từ các loại củ này canh củ cải khoai lang luộc củ cải hầm xương việc sử dụng rau củ quả để cải thiện táo bón ở trẻ là vô cùng cần thiết tuy nhiên cần có sự tính toán kỹ lưỡng để thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày cho bé quá nhiều chất sơ có thể khiến tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn và cũng cần phải đảm bảo các chất dinh dưỡng khác cho bé luôn luôn duy trì chế độ cân bằng bốn nhóm chất trong khẩu phần ăn của bé hai tạo thói quen đi đại tiện đều đặn. Khuyến khích bé đi vệ sinh vào những thời điểm cụ thể trong ngày. Đặc biệt là sau bữa ăn hoặc bất cứ khi nào bé có nhu cầu. Cho bé ngồi và tập đi vệ sinh ít nhất 10 phút mỗi lần. Hãy đặt một chiếc ghế nhỏ dưới chân bé để việc đi vệ sinh để tránh hiện trạng ruột kết bị cong và giúp bé đi đại tiện đi dễ dàng hơn. Đặc biệt đối với trẻ đang tập đi vệ sinh, mẹ hãy cố gắng luyện cho bé cách ra hiệu khi đi vệ sinh. Dần dần luyện cho bé thời gian đi vệ sinh cố định mỗi ngày. Ba khuyến khích bé uống nhiều nước. Cần thiết cho chế độ ăn uống của bạn là tầm quan trọng của nước để cải thiện táo bón. Trẻ mới biết đi luôn là đối tượng thụ động khi ăn uống. Thường quên uống nước khi đang chơi đùa, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón. Nước đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp đào thải các chất cặn bã độc hại và cung cấp đủ nước cho đường ruột để làm mềm phân, tránh nguy cơ táo bón. Các mẹ luôn khuyến khích bé uống nước và bổ sung đủ khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể cải thiện tình trạng táo bón. Nước bé uống hàng ngày có thể là dạng nước lọc hoặc các loại nước ép trái cây, súp, sinh tố. 4. Khuyến khích trẻ thể dục thể thao Tập thể dục thường xuyên có thể giúp điều trị táo bón ở trẻ em và làm giảm các triệu chứng của chúng. Trong thời gian chơi thể thao, ruột của em bé có cơ hội để di chuyển, máu lưu thông tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc hoạt động thể thao cũng giúp tăng sức khỏe hệ tiêu hóa ngăn ngừa táo bón, do đó, hãy khuyến khích bé chơi 30 đến 60 phút thể thao mỗi ngày. Như vậy, câu hỏi trẻ uống gì để dễ đi vệ sinh? Đã có lời đáp, mẹ có thể sử dụng một số loại thuốc cho bé nhưng cần có sự tham khảo từ các dược sĩ và bác sĩ. Để phòng tránh táo bón cho trẻ điều cần thiết nhất là chế độ ăn khoa học. Hy vọng rằng xem đến đây mẹ đã có thể thêm tự tin trong hành trình nuôi con. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo